Cái đau của máu vậy, cái đau này máu là máu. Cái Cường Nguyễn đã xuất chiêu đến có Cường Nguyễn. Đại tử của Cường Nguyễn là chỉ đón vô sự Cường Nguyễn của thông ba. Vô sự Cường Nguyễn xin cho anh một tràng vỗ tay. Xin cho anh Cường Nguyễn của chúng ta một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất để chào vỗ sự Cường Nguyễn. Cường Nguyễn càng khán giả vỗ tay càng nhiều, Cường Nguyễn càng sung và càng vỗ nhất hay hơn. Vỗ tay đi. Rất là tuyệt thế ảo kiếm. Tuyệt thế ảo kiếm của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân Giáng Trần, Bộ Kinh Vân của năm 123 trước Công Nguyên, bây giờ là Bộ Kinh Vân của năm 2013. Cường Nguyễn Bộ Kinh Vân. Hay. Rất chi đẹp trai và đa tài. À, tôi rất thích kiểu nhổ bọt của anh. Kiểu nhổ bọt của anh là một cả một quá sự đẳng cấp. Một võ sư cao cấp, Cường Nguyên. Đức tính đạo đức của anh rất là khiến người này phải đề phục. Võ sư Cường Nguyên của chúng ta. Lại một tràng võ tay nồng nhiệt để chào đón võ sư Cường Nguyên. Võ tay lên một. Ngủ lâu chưa? Mới mà nhìn nè. Vừa nãy là anh đang có tin mục biểu diễn của anh đã chắc cái này phải lên đến 5 phút. Bây giờ hiện tại là 3 phút 9 giây. Các bạn gái nào thích xem thì ủng hộ nhiệt tình like cho Cường Nguyễn nhá. Đẹp trai và đa tài. Và theo như tin đồn giang hồ là anh mang giới tính nam và rất yêu thích về nữ. Cường Nguyễn. Nhung lượng. Đệ tử của Cường Nguyễn đây. Ra mà bảo đây đệ tử của Cường Nguyễn là cu quay hùng. Quay mặt nhăn mặt vào. Bưng mình nhăn mặt mình nhìn nhau. Cứ nhìn thẳng vào. Đi. Đại tử của Cường Nguyễn là bạn là con đại tử của Nguyễn là có con gái là Hồng Nhung. Chuyên gia như đại long và rẽ chồng rất chia đẳng cấp và đa tài. Đã sút cái sút vào cái kiếm. Cường Nguyên đã sút lẹp cu quài hùng phải khóc lên đòi mẹ. Mẹ ơi. À mày làm sao mày ý kiến gì tao? Sự Cường Nguyễn thật là đẹp trai và đa tài. Thân hình 8 múi, vòng ngực 90. Làm phu quài hùng xin được vỡ mồm.
Vào đây lên. Nhìn. Rồi. Mày đưa cái xốp đây, anh lau tay nhé. Từ sau đây. Ôi lù. Anh làm gì đây? Không được, và không được. Ta để tử cho biết tâm. Bảy tam thất. Tao nhìn nó mới. Quay xuống thấp tí nhá, quăng quay, quay hết cái này. Nó trực tại là cái gì mà nó cứt. Nó lồn, nó lồn. Bố lại toàn nó lồn. Rơi, rơi, hay. Chúng mà thấy rơi hay không? Hay thứ 5.